Ui, đây này anh em ơi, tôi đâu, đâu 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 đây này, có đắng gì đấy? Đâu đâu? Đây Như, đây Như, ở đây đây. Có đắng gì to chưa này? Ui. Messi đi nhỉ? Ui ôi, mọi người có rắn này. Ui cha mẹ ơi này. Ui ôi. Thế nhỉ? Ui, ui sao bắt sao bắt nó? Bắt nó bây giờ. Cây này cây chết rồi. Ui cây chết rồi. Con lỗ đây rồi. Em thử phá nhá. Hả? Cao cao lên, cao cao lại đây này. Phá cao lên, vào đó, phá cao nữa lên. Không quay ạ. Ui cái này phải có dao cơ. Em đi kiếm dao nhá. Rồi đi kiếm dao đi. Đi sang cái nhà mình kiếm một dao. Ui. Đây này xem nào. Ừ, con gì to lắm. Này, làm cuộn tròn đây mọi người này. Này. Thấy chưa? Cây to thế. Cây khổng lồ anh em ạ. Cây to thế nhỉ. Ui à, ui à. Ui anh ơi. Nó to đâu qua chân, chân kia kìa. Ui ơi, ui ôi. Kìa kìa. Ui chân bò lên trên đấy nhỉ. Nó bò lên trên đây nhỉ. Ui ôi. Dẫn tí đây. Ok, ok, ok. Ui, nó khoét lỗ, nó khoét lỗ, nó khoét lỗ đây. Khoét lỗ đây. Ui, đấy là khoét lỗ này. Ê, còn gì chui đấy. Được chưa, được chưa. Chui rồi. Chặt ra, chặt ra. Chặt ra, em phải chặt thế nào. Chặt ra, mua cho ăn. Ui, chặt đâu. Ui, đừng ngang thôi. Chặt đổ hàn cây xuống đi. Còn to lắm anh ạ. Còn to đấy. Anh em giúp em qua đục đi, đục bên này đi. Đục đây. Nhưng thằng nó đổ một người nhá. Cái vườn này vườn cây to. Vâng ạ, muốn đổ ra đâu ấy. Muốn đổ. Để đợi đi. Đổ, đang đổ, đang tách tách rồi. Nào, hai anh em du ra, hai anh em du ra nào. Hỏi xúc vào du nào. Anh Thư vào với Quang du đi, du ra sang bên kia. Đứa đang chặt nguy hiểm. Nào, du bên kia nhá. Du, du sang bên này anh ơi. Du sang bên này. Quang du sang bên này nhá. Đâu bên nào? Du sang bên này. Ôi đập vào mấy cái cây cao kiểu của ta chết lại chết tiếp. Không du thẳng đấy được mà. Có rắn gì nhỉ? Rắn gì? Đen thì. Lần đầu tiên bắt được rắn trong cây kiểu này nhỉ? Đầu tiên trong đời đấy nhỉ? Ừ, tôi bắt được rắn đầu tiên trong đời bắt được con rắn trong cây kiểu này. Đưa đây chưa? Nào. Đưa rồi. Ui. Đưa sao đổ người anh không? Nào, đưa ra. Anh em đưa ra. Đưa ra. Nào. Ai các bạn? Yeah. À. Ui, chết rồi. Đưa ra bên này. Đưa một kia kia rồi. Ôi, đâu, đâu, đâu. Cái gì? Cái gì đấy? Ui, con bọ dừa. Con gì đấy? Con bọ dừa. Con rung dừa à? Không còn thế. Dám ăn. Ê, con rung dừa phải không? Con này, người ta ăn sống luôn ý. Ừ. Con đưa đâu hết rồi? Đấy, to này, con này dân đấy ăn bùi lắm. Nhưng mà nó đâu hết rồi? Con bò đấy đấy. Ui, trốn đâu hết đấy. Đổ con xuống đi. Ui kia còn rung dứa kìa. Ui còn rung dứa. Anh đẩy nó ra nhặt nó gọn nó đây anh thưa. Nó đang đổ thôi. Quang rồi. Đây đây. Đưa ra để em đẩy cho mình đấy. Ui. Mạnh đánh chứ. Ui. Không có nặng. Rùa. Này các bạn nhìn này. Ui. Ôi con này thư cầm. Con này thả. Ôi. Sao đây? Ui. Ui ơi này. Ui ơi. Ê. Ê. Nó bị kẹt nó không thò người ra nó mổ đấy. Ui ôi này các bạn nhìn này. Nó đang bị quấn vào với nhau rồi sao ấy. Quay ơi. Đây để em cho thấp thấp cái này xuống nhá. Mình cầm tay ra. Ui. Con anh nhá. Ui con rắn này các bạn. Ui mẹ ơi con này to. Ui con này phải 4-5 cân đấy. Con này phải 5 cân, nặng lắm. Ui các bạn nhìn nó to này. Chưa lâu lắm em bắt đầu con ui ơi con khủng to. Ây. Ui giời ơi sao nó to thế. Không thể nhấc cái tay của mình lên để bỏ nó vào túi được nữa mà. Dặn anh em nhá. Ui dưới đây còn nữa này này này. Ui, này, này, ui.
Ôi giời. Đây. Ôi, ở đây rồi. Ôi, ở kìa. Ở đây rồi. Anh em nhá, cẩn thận nhá. Các bạn nhìn này. Ôi. Rồi. Này anh em nhá. Ôi này. Ôi giời này. Ui cẩn thận. Ôi giời anh ơi. Đùng ghê kìa. Ui này này, này xem nó đùng đoàn bùng. Đi lên. Ôi các bạn nhìn này. Sâu xuống, đi gạt cho xem bên dưới còn. Thì tay con xin đỏ cái màu kia kìa. Ôi chà đời, hãy anh hơi cứ tự nhiên thôi. Ôi ôi con này. Ôi 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 sợ nhầy. Ôi con này. Ôi các bạn nhìn này. Ôi ôi sao nhiều cái này. Ôi 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 con này, nhìn con này dữ chưa. Ôi các bạn nhìn này. Con này nó bị, nó đang bị quấn hay là nó bị phủ lên, mình đập nó phủ lên. Ôi ôi này. Ôi các bạn này. Ôi à, à. Ôi có con đuôi dừa trong đây sao ấy. Ui dồi, con này anh to quá chứ. Nhây. Ừ, anh nuôi con này ra đi, nuôi con này đi, đi, đi. Đi đi đi. Ôi. Ui con này con khác à. Ui ôi. Ui đi đầu con khác, không phải đầu con kia. Hai con rồi. Ba con rồi, con này con thứ ba. Con thứ ba rồi. Ui to thật đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Nhìn con này rất là dữ luôn này. Nhìn này, nhìn này. Ôi ôi. Ồ nhìn này các bạn nhìn. Ôi ôi. Con này nó đang bị quấn nên mình vừa chặt cái kia nó rơi xuống, nó phủ xuống nên nó không ra được anh nhỉ. Ừ. Tắt gọi đi. Để ra cho chị nhé. Cẩn thận đấy. Cẩn thận nhưng mà đầu nó không biết ra chỗ nào đâu. Ôi trời đấy, nhiều thế. Đây 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 con, đây đây đây. Đầu đây nè. Đầu đây nè. Nhiều này. Ôi nhiều thế. Ui đầu đi. Ôi giời. À ai ai. Ui giời ơi. Ra đi. Ui con này. Ui các bạn ra nhìn đây. Mổ rắn hổ mang nó gấp vô đây bọn các bạn ạ. Lần đầu tiên anh em tôi bắt được rắn này trong đây bọn nhá. Nhây lần đầu tiên bắt được như vậy đấy. Cẩn thận nó thò lên đây anh chưa. Bụt lên đấy. Rồi đấy, chứa mặt vào cái nào. Ui giời ơi. Ui khiếp thật đấy. Còn những khiếp thật. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi. Dã man lắm. Nó có đầy mặt đọc vào mặt đấy. Ui giời ơi các bạn này. Kinh khủng đúng các bạn ạ. Ui giời, lần sau bắt được nó đây anh Thư cầm cái kì khéo đi. Thôi thôi thôi. Lên chữ cho này anh lấy cái thưởng anh. Lần này đứng tránh xa, tránh xa đây nè. Vòng 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 nó cầm cho anh. Thằng nó đứng ra ra. Ui, lại con kia định bổ tiếp kìa. Ui giời. Ui mẹ con này ác nhỉ. Ác nhất của đất là con này. Ừ. Ui. Cẩn thận nhá. Con ba đuối ra. Ủa, con kia đang ngoảnh đầu đi. Thế hết rồi, còn một con này nữa nhỉ? Mày hết rồi. Mấy con trong túi, ba con túi rồi đúng không? Ôi, nó loại ra kìa. Ôi, chà mẹ ơi, nhìn kìa. Ui, ui, chà mẹ ơi, nhìn nhé. À. Con này là con thứ 4 đấy, thứ 5 vậy? Thứ 4, nhìn nó nằm đây này. Đây, còn một con này nữa thôi ạ. Hết rồi nha. Ủa mà con kia còn con đuôi nữa kìa. Ui ui con dưới này to ui nhiều chưa. Ui 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 phải mấy chục con anh em ạ. Ui chán ơi nhìn này vẫn còn này. Ui này. Ui trời ơi anh ơi, ủa nó có đùng đùng nhiều lắm anh ơi. Có khi bên dưới đáy còn nhiều nữa ấy. Con này nó dài thế nhỉ. Ui chà mẹ ơi. Ui đây còn cái túi này, bỏ cái túi kia. Cho đẩy cái túi vào anh. Không cho vào túi kia đi, còn con này vào túi kia đi. Ủa, cái này cho vào túi kia nhá. Ui giời, bao nhiêu cái túi rắn nè. Kinh khủng nha. Ui giời, hôm nay ăn đủ rồi anh ạ. Còn con nữa cả, ui đau rồi. Có tiền tiêu Tết rồi. Rồi, tháng mấy mà tiêu Tết. Lại để dành tiêu Tết. Quang ơi, Quang ơi cầm cầm máy quay cho anh. Lấy cái dao bổ ra cũng được. Ôi trời ơi, mới có một đống ạ. Ui 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 giời ơi, nó cộn lên này. Ui nhiều thế. Này. Ui nó cộn lên. Ui 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 mấy con lên kìa. À vậy người ta phá nhà lên cái sang rồi. Đúng không? Hay đây là ổ nó vậy. Đây là ổ nó rồi. Sống đây rồi. Ôi con, ôi nó chạy. Anh Thư ơi, Thư cầm ấy. Ui anh em mình nhiều lắm. Ui mọi người ạ. À, bọn gì đây. Ý chà mẹ ơi này. Mất bạch ra này. Con này con thứ 7 à? Con này con thứ 7. Ui 8 con này. Kinh nhỉ.
Ui nhìn nó dã man đi kìa. Còn nữa không? To khổng lồ các bạn ạ. Ôi cái tận. Đập đập chát thì nó. Ui con rết khổng lồ. Con gì đấy? Rết khổng lồ. Rết đấy không? Đâu đâu. Chọc mặt em. Ui ổ rết trong đây anh ạ. Đúng không? Con qua đứng như ra để anh. Đây đây nó bay mấy con ra đây này. Không phải nó cắn nhá. Đúng không? Đi thổ lắm. Đúng. Ui này con gì đây? Đâu? Này cái con gì? Này. Này, đừng giờ con, đừng giờ mini. Này. Ừ. Ui, nó phì kìa. Món đi. Kinh. Ăn luôn đấy à? Ui nó có cả hết rồi. Hết rồi. Cứ rắn đầy này. Nó ở dưới nào. Cái này mục mục quay chắc nào nó chả rui đây nó sống này. Đúng không? Nhiều kìa. Vô đây mọi người nhìn hai túi kìa. Buộc hai túi mới được mọi người. Nhiều quá luôn. Dưới đây cứng lắm, chưa chắc đã liệu, chưa chắc đã còn. Hết rồi. Đây, đây xuống đây. Ô con chết, 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 nó sang cái kẽ đây rồi. Vậy thôi thôi, con chết, con chết. Một hộp, có cái hộp, hộp kia, thùng kia. Thả đây, thả đây, anh thả, thả đây quá, nó chạy đây. Ôi giời, cái này. Ủa, cái này. Mặt nó cắn đấy. Nó cắn bằng đuôi ấy. Nó cắn bằng cái đuôi này. Không phải cắn bằng đầu. Nhớ không biết là nó độc thế nào đâu đấy. Gì á? Vào rồi. Bỏ ra. Con gì á? Con gì? Con này. Con gì đây? Đấy con. Sao này, đấy con, đấy con, đấy con. Giết con à? Ừ, ừ, đấy con. Giết con đây. Đập đập đi anh đập xem nó rung để nó kiểu gì nó khác nó chạy đây 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 bỏ ra đưa ra ra hết rồi anh ạ. Hết rồi, hết rồi. Thôi hết rồi. Đi 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 đ